hai con, và nấu như nấu đều thì đủ 5 phút ha. Và sau 5 phút thì nó gọi cho anh em. Anh em mình phải lưu ý nha, ngoài thái độ bọc và dán bộ ra, độ ghim chim liền lại, khi ta có đều chim khác không ha. Từ chim 96 lưu ý cho mình, chứ mình đứng ở cái vị trí đầu không mặt chim ha. Từ chim 76 làm sao vậy lưu ý. Chú chim 02 ta lưu ý ha, chim ta hình bộ đang xấu, đang quay ra ngoài. Chú chim 63 để cho mình quẹt hỏa cầu 2-3 lần nữa.